Hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công nội thất, với đam mê mãnh liệt về lĩnh vực thiết kế nội thất cao cấp, nhà bếp Sinh đã kiến tạo nhiều công trình mang dấu ấn riêng và tôn vinh giá trị sống lý tưởng cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc. Nhà bếp Sinh cung cấp các dịch vụ, giải pháp để hoàn thiện từ đầu tới cuối như thiết kế, thi công phần thô và hoàn thiện xây dựng, thi công nội thất và dịch vụ trong trang trí hoàn thiện ngôi nhà. Khách hàng là tài sản và là đối tác lớn nhất của nhà bếp Sinh. Hiểu được giá trị đó, nhà bếp Sinh có cả hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo và tận tình, ngay cả trước, trong và sau bán hàng. Nội thất hiện đại, sang trọng và tiện nghi. Nội thất hiện đại là phong cách thiết kế được đặc trưng bởi bảng màu đơn sắc, các đường nét đơn giản, tập trung vào công năng, không có quá nhiều họa tiết rườm rà. Hầu hết các đồ nội thất theo phong cách hiện đại đều được tối giản về đường nét và sử dụng các nguyên liệu như thủy tinh, bê tông, kim loại hay gỗ ép. Các vật dụng này có kiểu dáng hiện đại và nhiều chức năng thông minh, đáp ứng nhu cầu một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi. Nội thất tân cổ điển, nét đẹp vượt thời gian. Phong cách tân cổ điển là sự đơn giản hóa kiến trúc cổ điển, các hoa văn trang trí được tinh giản, hình khối kiến trúc còn cân đối để phù hợp với từng chức năng sử dụng. Phong cách tân cổ điển đề cao tính thẩm mỹ của các hình khối, phào chỉ, hoa văn cũng như các họa tiết trang trí. Nội thất Đông Dương, nơi giao thoa của văn hóa Đông Tây. Phong cách nội thất Đông Dương được xem là sự hòa quyện về phong cách kiến trúc nội thất của hai nền văn hóa Đông Tây. Chất liệu gỗ tự nhiên mang lại không gian ấm áp. Họa tiết hoa văn đan xen giữa các bức phù điêu và tượng tròn góp phần thổi hồn vào vẻ đẹp tinh tế không thể rời mắt. Nội thất Scandinavian, vẻ đẹp đơn giản đầy tinh tế. Điểm nổi bật của phong cách nội thất Bắc Âu là cách sử dụng hiệu quả, sáng tạo từ những vật liệu sẵn có như gỗ, vải tự nhiên và đá để góp phần điểm tô không gian. Phong cách này hướng tới vẻ đẹp hiện đại, tinh tế, đơn giản, đem đôi chút thiên nhiên vào căn hộ thành thị. Tất cả các khâu từ lúc thiết kế đến hoàn thiện bàn giao đều không qua trung gian. Tất cả đều được đội ngũ nhân viên văn phòng và nhà máy sản xuất của nhà bếp Sinh hoàn thiện. Quý khách hàng sẽ được nhận giá tận gốc và trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Nhà bếp Sinh hiểu được khó khăn và mong muốn của quý khách hàng khi bắt đầu nghĩ đến việc cải tạo hoặc thiết kế không gian sống sao cho đẹp mắt và phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Nhà bếp Sinh có thể giải quyết tất cả các vấn đề mà khách hàng lo lắng và mong muốn. Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng nhau kiến tạo không gian sống lý tưởng cho ngôi nhà mơ ước của quý gia chủ.